mặc dù là thất nhựa nhưng chữ Marine Japan cũng được phay chìm luôn ở trên nhựa luôn đó anh em nhá. Nghe cái chữ này này không phải là dán đâu nhé anh em nhá, nó họ dạng như họ lấy cái kim họ châm 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 ấy đó lên nhựa luôn. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio. Ở trong clip ngày hôm nay bên em giới thiệu một dòng mic hát có dây của Nhật có tên là Tomahawk. Như trước mình các bác đang theo dõi đây là có 20 cái. Để em quay chi tiết sản phẩm này và bên em có báo giá ở trong clip này luôn để anh em cùng tham khảo. Anh em thấy một dòng mic có một cái tay bằng thép không gỉ còn tương đối mới và đẹp. Cái độ đẹp của nó cá nhân em đánh giá lên tới tầm 95%. Còn tất nhiên là bãi do quá trình vận chuyển hoặc quá trình dùng rồi thì nó không tránh được cái độ xước sát là điều đương nhiên anh em nhé. Chữ Tomahawk và chữ Marine Japan được phay chìm trên thân inox này anh em nhé, thay phay chìm luôn đó, chứ không phải là bằng chữ dán hay chữ in này cả, bằng phay chìm luôn đó, rất là xịn sò. Công tắc thì gạt lên cả xuống đây anh em nhìn thấy chữ on đây up này gạt này ấn lên là on này up và em tháo củ mic cho các bác cùng theo dõi cái củ mic. Nhìn chung là còn đẹp, cá nhân em đánh giá là còn đẹp lên tới 95%. Đây là chiếc củ mic. Củ mic này thì anh em nhìn thấy ở đây là nó thu âm ở trên này là 1 và vùng quanh này là 2 nên cái giải bắt là rất rộng. Rất rộng. Và trên củ mic cũng có chữ Tomahawk luôn. Và quay về đằng này anh em thấy là có chữ Marine Japan luôn. Mặc dù là thất nhựa nhưng chữ Marine Japan cũng được phay chìm luôn ở trên nhựa luôn. Đó anh em nhá. Nghe cái chữ này này không phải là dán đâu nhé anh em nhá. Nó họ dạng như họ lấy cái kim họ châm 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 ấy. Đó lên nhựa luôn. Và sau đây em có test một chút nhạc để mời anh em mình xin lỗi em test alo mấy tiếng cho anh em mình nghe thử độ sáng mic của nó. Cái này là mic dây rời nhá, không phải dây điện như dòng KTV nhà em. Đó. Tương đối chặt. Dòng mic này em đánh giá là bắt mic, tiếng mic dày và chi tiết, rất chi tiết luôn. Anh em hát karaoke cực kỳ hay, cực kỳ hiệu quả luôn, cực kỳ hay luôn, khẳng định với các bác điều đó. Dòng mic này về thì là không có dây nên bắt buộc bên em là phải cái dây mới để thay thế vào đây anh em đây nha, dây khác để thay thế vào. Dây này được bên em đưa kèm theo là dây độ dài khoảng tầm tùy từ lô nhá, từ 4,8 cho đến 5m đó, 4,8 đến 5m dây là khá dài rồi. Nếu anh em mua mà không lấy dây thì có giá bán là 700.000 đồng một cái và được bao ship toàn quốc, và lấy cả dây là 800.000 đồng một cái và được bao ship toàn quốc. Và bên em có bán cho thợ anh em nhé, vì mic có dây bên em hệ thống thợ cực kỳ nhiều nên em thông báo cho anh em thợ biết cực kỳ nhiều luôn. Để được tư vấn và mua sản phẩm anh em gọi điện trực tiếp cho bên em qua số máy 0904 612323. Và xin chào các bác và cảm ơn các bác đã theo dõi video của Huấn Audio.